Chào mừng tất cả các bác anh chị em đã quay trở lại với kênh Ghế Nhật Trần Sơn. Hôm nay em Sơn tiếp tục lên sóng với tất cả các bác anh chị em một cái mẫu ghế đỉnh cao hàng đầu hiện nay của Nhật Bản. Nó ở cái phiên bản SKS nhá. Mã này của ghế là SKS 7100. Đây là cái mẫu ghế thuộc dòng SKS nó cao nhất hiện nay, cho tới bây giờ thì nó không còn cái mẫu nào cao hơn. Đấy, nếu như ở cái dòng AS thì cái mẫu 2002 này đấy, thì nó là cao nhất. Thì sang cái bản SKS thì cái mẫu SKS 7100 này thì nó lại đang là số 1 bây giờ. Đấy, thì nó sẽ phân ra hai cái dòng đấy, một dòng AS và dòng SKS. Đấy, dòng SKS này thì nó có một cái đặc điểm chung là cái thiết kế của nó rất đẹp. Đấy, cực kỳ đẹp luôn, mọi người có thể thấy này. Đấy, đẹp thôi rồi luôn, mọi người nhìn này. Ui, từ cái gối nhá, mọi người có thể nhìn này. Nhìn từ cái gối trở đi này. Đấy, nó thiết kế cực kỳ là đẹp. Đấy, nó may, nó rất là căng, là đẹp. Đấy, ví dụ những cái bản 2001 thì cái gối họ thiết kế dọc. Đấy, nó có vẻ như là nó đơn giản hơn. Nhưng sang đến bản SKS thì mọi người sẽ không thể chê được một tí nào về cái bản thiết kế của nó. Nó được may ghép với nhau bằng những cái loại da hàng đầu hiện nay của Nhật Bản. Ở giữa thì họ dập chìm cái chữ Fuji Yoki này, Fuji Yoki. Đó. Đấy, da rất căng, rất xịn nha mọi người nha. Quá xịn luôn. Bên trong này. Cái mẫu này thì mình sẽ không bàn về độ mới, bởi vì nó có thể coi là nó tương đương với cái hàng đập hộp. Đấy, độ mới của nó thì nó 98%. Đấy, rất đẹp luôn. Đấy, nhiều bác thì cứ phải đập hộp thì mới mua, nhưng mà thực sự với mọi người là bỏ ra mấy chục triệu sở hữu một cái con ghế mà nó có thêm một cái vỏ hộp ấy thì nó cũng lãng phí thôi, nó không quá cần thiết đâu. Quan trọng là mọi người mua được cái sản phẩm nó mới, nó đẹp, nó đời cao như thế này thì quá là ok rồi. Đấy, không thể chê vào đâu được. Đây mọi người nhìn này. Đấy. Đây là phía trên nhá, phía dưới này. Đấy. Ai xa. Ở dưới này thì nó lại cái thanh này nó làm giả gỗ mọi người. À, giả gỗ nhá. Ai xa. Cái thanh này nó sơn giả gỗ. Đấy, cái nước sơn của họ thì cũng rất là khác biệt. Đây. Đấy, tất cả các chi tiết thì rất là xuất sắc luôn, rất là mới luôn. Đây, đây này này. Đấy, mọi người hãy cùng ngắm cái kiệt tác này của người Nhật. Đấy, kiệt tác này. Đấy. Đây, còn này dưới chân này. Đấy, chân nha. Bên trái này. Đấy, kiệt tác luôn. Vẫn là Fujiyuki, nhưng mà dường như ở cái phiên bản SKS thì họ thiết kế nó có cái sự đột phá hơn, nó đẹp hơn, đẹp hơn rất là nhiều, thực sự là rất đẹp luôn. Đây, bên đây cũng thế này, một cái thanh đẹp, nó sơn giả gỗ này. Nếu như nói về cái công nghệ sơn của cái thằng Nhật này thì nói thực sự mọi người, cái sơn cái mạ này của nó phải tương đương với cái hàng sắt mạ ấy. Đấy, cái mạ của nó cực kỳ là tốt luôn, bám chắc. Đấy, và nó không bị ăn mòn hoặc là nó bị bay màu theo thời gian. Đấy, bám cực kỳ chắc luôn. Đấy, công nghệ nó này. Đấy, nó làm đúng như vân gỗ luôn. Đấy, hàng căng đẹp luôn, sợ thật, quá chất lượng luôn. Đấy. Đây, đằng sau này, mọi người nhìn đằng sau này. Đó. Đằng sau cũng đẹp căng nhá, chân không bị chảy xước tí nào cả. Này, không bị chảy xước tí nào luôn. Đó. Đây, phía bên cạnh này. À, cạnh này đây là nó là cái ống khí mọi người nhá. Đấy, ống khí này. Đây các cái tem cảnh báo này. Đấy, phía sau này là cái tem của ghế đây. À, tem của ghế này, bản này nó là H55 này, H55 SKS 7100 này, 7100 này. Made in Japan này, sản xuất tại Nhật này. Điện 100V. Cái tần số là 50
trên 60 Hz này. Công suất là có 90 W thôi. Ủa con này sao ăn ít điện thế nhỉ? Con này có 90 W thôi mọi người ạ. Ăn ít điện con nhỉ. Ma vạch đây. Đấy. Trong này. Ui giời. Mới cứng luôn. Mới cứng luôn mọi người nhé. Đấy. Đấy, phiên bản này thì nó là hàng siêu lướt rồi. Đấy, siêu lướt rất đẹp. Nếu như hàng đập hộp thì nó sẽ đắt thêm 3-40 triệu nữa thì thực sự là nó cũng rất là lãng phí so với bây giờ điều kiện kinh tế của Việt Nam thì nó sẽ khác với của Nhật. Nên là mình mua được đồ tốt mà nó tiết kiệm được vài chục triệu thì mình cũng nên, chứ không nên mình lãng phí quá. Đây là catalog của nó nhé. Catalog nó cũng dày hơn bởi vì cái này nó giới thiệu về chức năng nó tương đối nhiều. Giới thiệu chức năng tương đối nhiều. Đây này, sách của nó này. 100 này. Đây nó. Con này là massage đây. Đây, 5D đây, 5D AI đây. Cái này họ giới thiệu đây mọi người nhé. Đấy, họ giới thiệu chứ không phải là shop tự nghĩ ra nhau nhé. 5D AI. 5D ở đây thì nó bao gồm những cái gì? Một này, chế độ ra vào này. Trái phải này. Lên không phải, cái này lên xuống này, trái phải này, ra vào này. Kiểm soát thời gian con lăn đưa vào cơ thể này. Kiểm soát lực này. Đó. Thì nó sẽ tạo ra cái công nghệ massage 5D AI. Đây này. Xác định các vị trí huyệt này. Các cái vị trí bó cơ. Công nghệ đây, massage mô phỏng tay người. Đấy, mọi người nhìn này, cách nó vận hành này. Tất cả đây đều dựa trên cơ sở là mô phỏng cái tay con người làm hết. Con này nó bấm huyệt ở dưới gan chân, nó day các kiểu sướng lắm, rất thích. Phơi luôn. Giờ bây giờ bật test ghế cho mọi người xem nhá. Xem nó chạy như nào. Nằm vào rất êm, ngồi vào rất êm. Đây là cái điều khiển này. Cái điều khiển này thì nó giống hệt cái AS2001, nhưng nó khác nhau ở đây là gì? Nhiều anh chị vẫn không biết được nó khác nhau ở gì đâu. Nó khác ở đây là nó khác về cái lập trình nhá. Nó khác về lập trình hoạt động nhá. Cái động cơ thì nó đều là động cơ massage 5D AI rồi, nhưng mà nó khác về cái lập trình nhá. Mỗi một cái đời khác nhau thì nó sẽ thay đổi về cái lập trình. Thay đổi về cái lập trình. Và mình sẽ không thể dùng được cái điều khiển này cho một cái ghế khác được đâu. Nó phải đúng cái hàng của nó mọi người ạ. Nên là nó lập trình nó sẽ thay đổi đi mà. Đây là đang quét cơ thể này. Đấy, ngồi rất êm luôn. Đây, nó xác định cái vai gáy này. Bắt đầu đang quét vai gáy nhá. Đấy, ok, nó đã quét được rồi. Đấy, bắt đầu cho bot rồi. Đấy. Mình có thể tăng giảm lực này. Đấy, con này bấm rất sâu luôn. Nó vẫn là kiểu nó vừa trườn, nó vừa bấm vào lưng, nhưng mà nó vẫn cứ có cái gì đó nó khác biệt. Nó khác biệt so với những cái loại ghế thông thường, khác biệt rất nhiều luôn. Ôi thật. Đây tăng được lên. Đấy, tăng này đã thôi. Đây, cái này tăng túi khí nhá. Tăng được con lan, tăng được túi khí nhá. Mình có thể bật chế độ sưởi lên này. Đây là cái biểu tượng này, biểu tượng sưởi này. Đây là bài này, nó là bài 30 phút. Bài này là bài trị liệu chuyên sâu 30 phút cho những người mà hay bị đau lưng. Đấy. Ui. Đã thật.
Cái này rất khó để có thể diễn tả hết được cho mọi người, bởi vì cái làm này nó đòi hỏi cái cảm giác. Mà cái cảm giác ở đây thì nó chỉ cần khác nhau một tí thôi thì nó cũng đã khác nhau rất nhiều rồi. Đấy. Cái động cơ người ta chỉ cần lập trình, người ta tinh chỉnh nó khác đi là mình làm vào nó sẽ sướng hơn rất là nhiều rồi. Ui, ngồi sướng thật, bóp quá sâu luôn. Anh thật. À, cái này nhá, mọi người thấy rằng này, ngồi sang những bản cao cấp này này là mọi người sẽ không cảm giác đây là một cái cỗ máy, tức là cái con lăn của nó vừa êm sâu mà nó lại không có, nó không bị cứng, không có độ cứng nha mọi người nhá. Những cái loại ghế rẻ tiền ấy thì nó bị cứng, khi mà bóp vào nó sẽ gây đau. À, nó gây đau đặc biệt là những cái người già, à, những người mà khá là nhạy cảm. Đấy. Thì theo như giới thiệu của hãng thì những cái này nó massage là nó sẽ đem lại cho cái người ngồi là có cảm giác ở đây như là một cái nhân viên massage thực sự chứ không phải là ghế massage nữa. Đó. Đấy là cái mà rất là đặc biệt. Đấy, chân này. Chân này là mình chỉnh là chân nó ra vào. Ui, phê thật. Ngồi quá phê luôn mọi người. Đây. Đấy. Cái động cơ cảm giác nó khi mà nó bóp theo kiểu giật rất là sướng luôn. Đấy. Cái động cơ này nó khác với những cái bản thường nhá. Cái bản 5D AI này nó khác với bản thường mọi người nhá. Đấy, nó bóp theo kiểu giật kiểu gì đấy, rất sướng luôn. Nó đem lại cảm giác rất sướng, phê luôn. Này, ui dồi. Đấy, rất phê luôn. Ở cái bản này thì cái sưởi của nó thì nó sẽ sưởi toàn bộ ở cái vùng lưng đây. Đây, nó có tấm sưởi này hai bên nhá. Cái tấm sưởi này thì mình có thể tháo ra này, nên nó có khóa này. Đây. Cái khóa này mình có thể tháo ra. Đấy. Có thể tháo cái tấm sưởi ra để mình vắt lên bụng. À, cái này tấm sưởi này mình có thể vắt lên bụng để sưởi ấm cơ thể và nó đốt cháy các cái mỡ thừa trên cơ thể. Đấy, rất là tốt cho sức khỏe luôn. Đấy, đây là các cái dây sưởi của ghế. Cái này nó đều may được một cái loại da rất là đặc biệt. Cái da này của Nhật thì cái tuổi thọ rất là lâu này mọi người, này da rất là mềm, rất mềm nhá. Đấy, và sờ vào nó mát tay, da mềm sờ vào mát tay. Đấy, túi khí thì cái này nó bằng túi khí silicone hết. Rất dẻo. Nó cũng không hẳn là silicone đâu, nhưng nó bằng một cái loại nhựa, nó cái kiểu nhựa dạng nhựa y tế, nó dai và dùng nó không bao giờ bị lão hóa hay là nó bị bục. Đấy, cái loại đồ rẻ thì nó đẻo thì cái gì nó cũng đẻo theo. Túi khí vải dùng một thời gian là nó bục, cuống khí này nó sẽ gãy. Còn những cái đồ này thì không bao giờ sợ luôn. Đấy, nó xịn kìa. Rất xịn luôn. Đấy, tính năng thì quá nhiều luôn mọi người. Đây. Đấy, bài tập thì nó sẽ có những cái mục, ví dụ mục massage bài chuyên sâu 30 phút. Trong đó thì nó có 5 bài chuyên sâu 30 phút này. Bài toàn thân 2, 4, 5 cũng 5 bài luôn. 4, 5 bài. Cái bài kéo giãn thì nó có 3 bài thôi. Kéo giãn thì nó hơi ít. Bài vai gáy thì nó có 4 bài. Đây là bài tự động nhá, không phải là bài lẻ đâu. Bài nhớ thì 2 bài. Bài mông eo có 4 này. Bài tập 7 phút thì khá là nhiều. Bài tập 7 phút thì... 6, 9, 9,
93 là 12. 12 bài. Bài đây là nó bài bài này nó là bài bài lẻ nhá mọi người nhá. Các cái bài bài lẻ này. Đấy, khá là nhiều đây. Trong đây rất là nhiều luôn. Bài lẻ đâu đó nó vào khoảng độ 4-5 bài đấy. Cái trên này nó là cái tắt bật cái chế độ một chạm này. Đó. Cái này nó là tắt bật cái chế độ nâng hạ tự động này. Đó. Cái này bật on thì nó sẽ nâng hạ tự động. Còn đây là tắt. Đây là chọn các cái ngôn ngữ nhá. Đấy, tiếng Nhật, tiếng Anh này. Cái này có tiếng Anh, tiếng Hàn, cái Nhật, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn này. Đó. Ok. Đấy. Thì ở đây thì nó sẽ là cái bài tập nhanh này. Đấy, bài tập nhanh nhé. Đó. Đó. Tắt đi này, tắt đi thì mình sẽ chọn vào cái nút giữa này. Bấm vào nút giữa này thì ghế nó sẽ hồi về vị trí ban đầu mọi người nhá. Đấy. Nó sẽ này. À, nó sẽ hồi lại như cái này. Đấy, hoạt động rất êm sâu và nói chung là bài tập thì nó quá là nhiều luôn. Êm sâu. Bài tập nhiều. Đó. Cái mẫu ghế VIP này thì nó đang có mức giá là 78 triệu bao ship và tặng biến áp toàn quốc cho các bác các anh chị em nhá. Đấy. Nếu mà nói về số tiền thì nó cũng thực sự nó cũng là một cái số tiền rất là lớn so với nhiều người. Nhưng mà nói về cái giá trị sử dụng hoặc là những cái mà nó mang lại cho mọi người thì thực sự là nó hơn gấp nhiều lần số tiền mọi người bỏ ra, tức là cái giá trị mọi người nhận được nó lớn hơn rất nhiều. Đấy, so với số tiền mình bỏ ra. Đấy. Nhiều anh chị thì mua những cái sản phẩm nó rẻ tiền 6, 7 triệu, 10 triệu nghĩ rằng nó rẻ thì mình sẽ đỡ đi một cái khoản chi phí lớn thì cứ tưởng là ngon, nhưng mà mua về không dùng được hoặc là dùng một thời gian ngắn đã bỏ xó, đã vứt đi hoặc là dùng nó không có tác dụng gì. Đấy, thì những cái sản phẩm đó được coi là đắt chứ không phải là rẻ nhá mọi người nhá. Đó, không sử dụng được thì nó là rẻ, còn những cái sản phẩm mà nó dùng được hiệu quả, dùng bền, dùng nhiều năm và nó giúp giải quyết các cái vấn đề đau lưng xương khớp thì nó lại là sản phẩm rẻ. Đó. Đấy, nhiều khi mọi người quan niệm là cứ ít tiền nó là rẻ thì nó là quan niệm sai lầm. Đấy, nó rẻ ở đây là nó phải là những sản phẩm sử dụng được, hiệu quả thì nó là rẻ, chứ không phải là đắt tiền hay ít tiền nó là rẻ hay đắt. Đấy, cái rẻ hay đắt ở đây là nó phụ thuộc vào cái hiệu quả sử dụng. Đấy, thì nó có tốt hay không, nó đạt được cái mong muốn của mọi người không. Đấy mới là cái mà mọi người cần phải lưu tâm đến. Đấy, anh chị em mà có nhu cầu thì có thể điện qua cái số hotline là 0964 480 666 để đặt hàng. Shop sẽ miễn phí ship cho mọi người và tặng biến áp nhé, bảo hành cho mọi người một đổi một trong vòng 1 năm và bảo trì trọn đời cho mọi người. Những cái sản phẩm này thường tuổi thọ nó sẽ là trên 20 năm. Đấy, nên là mọi người sử dụng cứ thử tính ra. Đấy, mình cứ chia nhỏ qua các năm thì giá nó có đắt thì cũng thành rẻ. Đấy, cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.